Xin chào các bạn, mình là Phi Anh đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cầu chịu được. Giờ mình test nha. Bây giờ mình thử trước 1 ký. Thêm một cục đá. Hai cục nữa. Và cục 5 ký. Giờ mình đã để cục tạ lại rồi. Đây. Giờ mình sẽ thêm một cục đá nữa. Tổng cộng là 10 cái rưỡi. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn nha.